News Showbiz. Junho, DBSK bị tẩy chay sau vụ uống rượu tại cơ sở giải trí người lớn. My Daily đưa tin Junho có khả năng bị loại khỏi chương trình Kingdom phát sóng trên Mnet. Ngoài ra, nhiều nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của thành viên nhóm TVXQ. Theo My Daily, nhân viên Mnet đang thảo luận để đưa ra quyết định liên quan đến tranh cãi xoay quanh Junho. Trong khi đó, trên mạng xã hội, khán giả Hàn Quốc yêu cầu Mnet loại Junho ra khỏi vị trí MC của Kingdom. Junho nên rời khỏi chương trình vì anh ấy đã bị bắt khi đang uống rượu tại cơ sở kinh doanh giải trí bất hợp pháp. Tôi nghĩ một mình Changmin đủ sức làm MC. Làm sao anh ta có thể trở thành người cố vấn cho các nghệ sĩ đàn em khi chính anh ta bị phát hiện có mặt tại một cơ sở kinh doanh bất hợp pháp? Tôi nghĩ Minho của Shinee có thể thay thế anh ấy, là những bình luận của khán giả. Theo tin tức phát sóng ngày 12 tháng 3 của MBC, Junho cùng 3 người bạn thân và một nữ nhân viên uống rượu tại một cơ sở giải trí bất hợp pháp dành cho người lớn. Nam thần tượng còn vi phạm các quy tắc của xã hội vì ở lại cửa hàng sau 24 giờ. Theo quy định về giãn cách xã hội ở Seoul, Hàn Quốc, các cửa hàng chỉ được mở cửa đến 22 giờ khi cảnh sát ập vào quán. Những người quen của Junho đã chống đối nhằm câu giờ để nam thần tượng trốn thoát. Một ngày sau, tờ Yongan Sunday trích lời cảnh sát khẳng định Junho không cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Theo cảnh sát, Junho rất hợp tác trong quá trình điều tra. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để được cập nhật các tin tức hot và mới nhất của Showbiz nhé! Hot News Showbiz.